Vitamin C từ lâu đã được các tín đồ làm đẹp rất là ưa chuộng. Vậy thì tác dụng thực sự của nó là gì? Và làm thế nào để chúng ta bổ sung vitamin C vào cơ thể bằng đường uống, bằng đường bôi như thế nào thì mới hiệu quả? Thì các bạn hãy theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên, chuyên gia về da liễu thẩm mỹ. Thì vitamin C nó không những tốt cho cơ thể, tăng sức đề kháng của chúng ta mà nó còn có tốt cho làn da của chúng ta nữa. Thì các bạn biết đấy, rất nhiều cái spa, rất nhiều nơi họ thường có những cái liệu trình C, liệu trình trắng sáng da đó. Vậy vitamin C có tác dụng thực sự là gì? Tác dụng thứ nhất của vitamin C đó là dưỡng ẩm, ngừa khô da. Thì da của chúng ta hàng ngày mà chúng ta đi ra ngoài, bụi, khói bụi, ánh nắng mặt trời, tia UV chiếu vào, nó rất là dễ làm cho da của chúng ta khô da và lão hóa. Thì vitamin C nó hấp thụ vào cơ thể, nó có khả năng là tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, và ngoài ra nó còn có tăng cường cái độ miễn dịch của làn da nữa, từ đó làm cho da của chúng ta có khả năng là tái tạo, phục hồi da được tốt hơn và không còn cái cảm giác là khô ráp nữa. Tác dụng thứ hai đó là dưỡng trắng. Thì các bạn biết không, cái da của chúng ta mà bị đen này, bị nám, bị tàn nhang ấy, chính là do những cái melanin ở không phải ở trên trời không ra. Da của chúng ta mà bị đen này, bị nám, bị tàn nhang là chính là do những cái melanin ở trong da của chúng ta bị sản sinh ra nhiều, cho nên da chúng ta mới bị đen. Thì vitamin C nó có khả năng là ức chế các cái tế bào mẹ, các cái tế bào melanocyte sinh ra melanin để da của chúng ta không bị đen, không bị nám tàn nhang nữa. Thì nhờ cái sự ức chế của vitamin C đó thì nó làm cho da của chúng ta được sáng hơn, trắng hơn, nó sẽ làm mờ những cái vết nám, tàn nhang. Tác dụng thứ ba đó là chống lão hóa. Thì ngoài cái tác dụng dưỡng trắng của vitamin C mà ai cũng biết rồi ấy, thì nó có tác dụng chống lão hóa rất là tuyệt vời. Bởi vì cái vitamin C ấy, nó có khả năng là tăng cường sản sinh cái collagen ở lớp dưới da ấy, ở lớp trung bì ấy, làm cho da của chúng ta không hạn chế bị nếp nhăn, hạn chế bị chảy xệ, cho nên da của chúng ta sẽ cảm thấy được săn chắc hơn và trẻ hóa hơn. Tác dụng thứ tư đó là chữa lành vết thương. Thì khi chúng ta sử dụng vitamin C vào cơ thể ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ tăng sức đề kháng, nên là khi mà có những vết thương ở trên cơ thể thì nó sẽ rất là nhanh lành, bởi vì nó tăng sức đề kháng vững bền thành mạch, nên là sẽ nhanh lành các vết thương nhé. Tác dụng thứ năm đó là tăng cường khả năng chống nắng của kem chống nắng. Thì buổi sáng chúng ta bôi vitamin C trước rồi bôi kem chống nắng lên, bởi vì là ánh nắng mặt trời nó sẽ gây sản sinh ra các gốc tự do ở trên da, mà vitamin C thì có tác dụng là chống oxy hóa, chống các cái gốc tự do rất là tốt, nên nó sẽ làm giảm các cái gốc tự do ở trên da, làm giảm những cái vết nám, sạm, tàn nhang hơn. Vitamin C thực sự tốt cho cơ thể đấy các bạn. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta biết cách bổ sung vitamin C vào cơ thể được tốt nhất? Thì vitamin C bổ sung vào cơ thể có thể qua 3 con đường. Thứ nhất là bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, thứ hai là bổ sung vitamin C bằng đường uống, thứ ba là bổ sung vitamin C bằng các cái sản phẩm bôi trên da. Vậy bổ sung qua thực phẩm giàu vitamin C là như thế nào? Thì các cái loại trái cây ấy, ví dụ như là cam, quýt, ổi, các loại kiwi, dưa hấu, dâu tây đều chứa rất là nhiều vitamin C. Thì các bạn có thể bổ sung nó bằng cách là ăn nó hoặc là ép nước trái cây để uống hàng ngày. Các bạn thử đoán xem là trái cây nào là nhiều vitamin C nhất? Thì trái cây đó chính là ổi là nhiều vitamin C, đó là nữ hoàng chứa nhiều vitamin C nhất trong tất cả các loại trái cây. Thì các bạn có thể ăn ổi hoặc là uống nước ép ổi nhé. Thì rau củ cũng chứa nhiều vitamin C, ví dụ như là bông cải xanh này, bắp cải này, su hào này, khoai tây này cũng chứa rất là nhiều vitamin C. Thì các bạn có thể bổ sung nó qua đường ăn, thực phẩm hàng ngày. Thứ hai là bổ sung vitamin C qua dạng uống. Thì cái điều này dành cho những cái người mà có khả năng là hấp thu vitamin C, hấp thu các vitamin từ các cái thực phẩm kém ấy, nên là chúng ta có thể bổ sung vitamin C bằng những viên uống, viên nén, các cái thực phẩm chức năng hoặc là dạng bột ấy. Thời điểm tốt nhất của các bạn uống vitamin C đó là uống sau ăn, và các bạn nên chia nhỏ liều lượng mỗi ngày, bởi vì vitamin C nó có khả năng tồn tại rất là ngắn ở trong cơ thể, nó chỉ vài giờ thôi. Thì các bạn có thể sử dụng các cái loại viên nén. Nếu mà để vitamin C tác động lên làn da, đẹp da và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thì các bạn hãy uống hàm lượng là 500mg đến 1000mg trong một ngày nhé. Vậy một số bạn hỏi là uống xê sủi có được không? Thì các bạn hãy để ý các cái viên xê sủi ấy, thì nó thường là chứa rất là nhiều thành phần gồm có C là vitamin B1, B2, B3. Thì các bạn thử xem hàm lượng C ở trong đấy có đủ không? Bởi vì một số loại xê sủi ấy, thì mình thấy hàm lượng C ở trong đó chỉ khoảng là 60 đến 100 mg, thì nó hơi thấp so với lại để chúng ta có thể làm đẹp. Tuy nhiên vitamin C nếu uống quá nhiều thì nó có thể có tác dụng phụ ảnh hưởng đến thận, nên là các bạn hãy uống theo từng đợt thôi. Ví dụ như các bạn uống 1 đến 2 tháng rồi các bạn ngưng một thời gian khoảng 1-2 tháng rồi các bạn lại uống lại nhé, chứ đừng có uống cả suốt đời như vậy, bởi vì vitamin C nó có thể là gây ảnh hưởng đến thận, thì có thể gây là sỏi thận. Thì đối với những người sỏi thận rồi á, thì các bạn có thể uống vitamin C hàng ngày, tuy nhiên uống ở liều thấp thôi, dưới 500 mg thôi, không nên uống nhiều hơn nữa. Và cái cách cuối cùng đó là bổ sung vitamin C qua các cái đường bôi, thì các cái loại serum, kem dưỡng, các cái sản phẩm mặt nạ cũng thường là có vitamin C. Và cái cách bổ sung sản phẩm qua chăm sóc da thì vitamin C xuất hiện rất là nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da như là mặt nạ này, các cái loại kem dưỡng này, các loại serum này. Tuy nhiên vitamin C các bạn biết nó rất là dễ bị oxy hóa, nên là các bạn hạn chế để cái vitamin C tiếp xúc với môi trường ở bên ngoài nhé. Thì về các cái loại sản phẩm chăm sóc da mà chứa vitamin C ấy, thì mình thường ưu tiên cái dạng serum nhất, bởi vì cái dạng serum ấy, thì nó có hàm lượng C cao và cái độ tinh khiết nó cao hơn. Vậy vitamin C nằm ở bước nào trong chăm sóc da? Thì chúng ta sẽ làm sạch da, sau đó chúng ta bôi serum C rồi các cái bước kem dưỡng đằng sau nhé. Trên đây mình vừa chia sẻ về tác dụng và cách bổ sung vitamin C ở trong cơ thể, thì hy vọng cái video này sẽ có ích, có ý nghĩa cho đối với các bạn. Các bạn vui lòng đăng ký kênh của mình và ấn chuông để theo dõi những cái video đằng sau nhé. Xin chào, cảm ơn các bạn.